Bây giờ tôi sẽ review cho anh em một mẫu máy khoan pin đầu 13 mới nhất của hãng Đông Trang có mã DCJZ06-13 Nó sử dụng pin 20V Và hiện tại nó là một trong những loại máy khoan pin khỏe nhất của hãng Anh em hãy theo dõi video để biết được liệu con máy này nó có phù hợp với công việc của mình hay không nhé Theo những thông tin trên vỏ hộp của máy Thì máy khoan sắt tối đa mũi 13mm khoan gỗ tối đa mũi 45 mm. Lực xoắn của nó là 120 Newton trên mét vuông. Tốc độ vòng quay ở số 1 là 500 vòng trên phút. Tốc độ vòng quay ở số 2 là 2000 vòng trên phút. Tổng cân nặng của cả máy và pin là 2,1 kg. Nhà phân phối chính thức của hãng Đông Trang chưa kinh doanh dòng máy 06-13 này tại thị trường Việt Nam. Do vậy cái máy 06-13 này nó là hàng nội địa anh em nhé. Cái chữ Đông Trang này cũng toàn bộ đều là chữ tàu hết nếu như mà nó là bản quốc tế thì nó sẽ có chữ đông trang ở đây bây giờ tôi sẽ mở cái hộp này ra để cho anh em biết bên trong nó sẽ có những gì bên trong cái hộp này được sắp xếp khá là gọn gàng sẽ có một thân máy này hai cục pin một cục sạc và một cái tay cầm phụ đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng Bên trong sẽ không còn gì nữa Một cái khay này để định vị máy và các phụ kiện kèm theo của nó Trước tiên là ta hãy nói về cái phụ kiện kèm theo nó nhé Đầu tiên là nói về sạc này Cái sạc này có mã FFCL20-01 Nó sử dụng điện 220V Và cái sạc này là một sạc chậm của Đông Trang nó có công suất là 50W Thực tế nó là sạc chậm của Đông Trang Nhưng dù sao nó vẫn sạc nhanh hơn khá là nhiều so với các cái dòng máy rẻ tiền khác anh em nhé phía mặt trước của nó sẽ có hai đèn báo một đèn màu xanh và một đèn màu đỏ để có thể thông báo cho anh em biết các tình trạng của pin ví dụ như như thế này là quá nhiệt một đèn đỏ nháy quá nhiệt đèn đỏ và đèn xanh cùng nháy là pin đã bị hỏng đèn xanh không nháy tức là pin được sạc đầy đèn đỏ không nháy tức là pin đương sạc và có đèn xanh nhấp nháy thì tức là sạc đã được cắm điện vào còn đây là pin đi theo máy hai cục pin 20V hai cục pin 20V này thực tế thì nó cũng chỉ ngang với một cục pin 18V thôi anh em nhé dung lượng của nó là 4.0Ah mã cục pin là FFBL2040 phía đường trước thì ta có thể nhìn thấy chân pin của máy là có bốn khe cắm như thế này chân pin này của máy là chân pin độc quyền của hãng Đông Trang anh em nhé nó chỉ lắp vừa cho hãng Đông Trang thôi còn các hãng khác thì không thể sử dụng được và ngay cả trong hãng Đông Trang thì pin 18V và pin 20V cũng không cùng chân pin với nhau. Anh em muốn sử dụng pin 20V cho máy 18V hoặc 18V cho 20V thì anh em phải có một bộ adapter để chuyển đổi. Và Đông Trang cũng có luôn bộ adapter này cho anh em. Pin này phía trước thì có một cái đèn báo vạch pin này. Hiện tại pin đã được sạc đầy hai vạch. Và đây là thân máy. Kèm theo một cái tay cầm phụ. Để tôi thử lắp cái tay cầm phụ này vào xem. Lắp cái tay cầm phụ này vào thì trông máy rất là đẹp. Hầm hố giống như kiểu các mẫu máy khoan pin 13 ly của hãng Magita và hãng Dewalt nó cũng đều có một cái tay cầm phụ để tránh vặn tay vì lực siết của một cái máy như thế này khá là khỏe độ hoàn thiện của thân máy cực kỳ cao phía đầu mang danh của máy là đầu auto lock anh em nhé đầu auto lock có nghĩa là anh em có thể vặn bằng tay luôn nó sẽ cứng lại mà không cần phải sử dụng hai tay để có thể vặn được cực kỳ tiện lợi khi anh em sử dụng các cái đầu auto lock như thế này phía răng kẹp của nó được chia rãnh giống như máy XPH14 của hãng Magita. Các thanh kẹp này được xẻ rãnh để có thể kẹp được mũi khoan một cách rất dễ dàng. Phần đầu này của nó bằng inox anh em nhé. Máy sẽ có hai chức năng. Đây là một con máy khoan pin khá là lạ. Thông thường các dòng máy khoan pin đầu 13 ly này nó sẽ có 3 chức năng. Chức năng khoan, chức năng khoan búa và chức năng vặn vít. Thì cái máy đông treo này nó chỉ có hai chức năng. Một là chức năng khoan thường. Thứ hai là chức năng vặn vít. Chức năng vặn vít của nó thì có tới 23 cấp trượt Khi xoay cảm giác không dứt khoát Tháo cái tay này ra để anh em có thể xem một cách dễ dàng hơn Anh em xem cái mũi tên này nhá Nó sẽ có hai vạch Từ cái mũi chấm này Đến số 9 này Đúng số 9 thì lại kêu khập một cái Tiếp tục ở giữa số 9 và số 7 là số 8 này Đó Tức là dấu chấm này sẽ là một số 9, 10, 11 nhưng mà khi vặn từ số 10 này sang số 11 này chẳng hạn thì nó không có sự dứt khoát cho lắm. Anh em có thể nghe thấy tiếng nó tách một cái nhá. Nhưng mà nó chưa đến số 11, bây giờ mới tách lại này. 12 tiếp lại tách. 13. Đó. Đó, lại kêu tách phát nữa. Cái cấp số trượt của đông treo này nó không được dứt khoát cho nên là cảm giác chỉnh nó không được sướng tay cho lắm. Cái máy này nó có hai chức năng và có hai tốc độ. Tốc độ 1 là tốc độ chậm. Tốc độ 1 máy sẽ chạy 500 vòng trên phút và tốc độ 2 là 2000 vòng trên phút. Nếu như anh em sử dụng tốc độ 1 thì máy sẽ khỏe và tốc độ 2 máy nhanh nhưng sẽ yếu hơn. Ở phần trước công tắc nó sẽ có một cái đèn led tự động tắt và nó sẽ được bật khi anh em ấn công tắc. Khoảng mấy giây sau thì cái đèn này nó sẽ tự tắt đi Còn đây là nút đảo chiều Tay cầm của nó là được bọc bằng cao su Cao su mềm anh em nhé Động cơ bên trong của nó là động cơ không chổi than Động cơ không chổi than này nó sẽ có một cái ưu điểm đó là Làm cho máy nhỏ gọn và tiêu thụ điện năng ít hơn Máy sẽ khỏe hơn Tuy vậy thì nó cũng có một cái nhược điểm Đó chính là mọi thứ của nó liên quan đến động cơ Dô to, star to, mạch Nó khá là đắt tiền Không như các cái dòng động cơ có chổi than kia Các dòng động cơ có chổi than thì các cái phụ tùng của anh em thay thế nó sẽ dễ hơn và rẻ hơn rất nhiều. Và bây giờ tôi sẽ đi test xem cái máy này khả năng làm việc thực tế nó sẽ như thế nào. Trước tiên là tôi sẽ thử vặn cái vít tôn 4 cm vào một cái thanh sắt V như thế này. Thanh sắt V này độ có độ dày là 4 mm. Chuyển sang chế độ vặn vít cấp số 23. quá nhẹ nhàng luôn. Vít hơi dày cho nên bắn hơi lâu một chút. Thử mũi thứ hai. Nói chung là việc vặn một con vít tôn và sắt V nó rất là nhẹ nhàng đối với cái máy này. Và bây giờ tôi sẽ thử vặn vào cái khúc gỗ này bằng một cái vít dài 15 cm. Cái này chắc khoảng tầm 12 thôi. Tôi để ở cấp trượt 23, cấp trượt mạnh nhất. Vặn vít gỗ vào rất là ok. chỗ này là không ok lắm này bây giờ chuyển sang chức năng khoan chức năng khoan thì phát vào luôn lõm cả vào luôn Vì chức năng khoan sẽ là chức năng khỏe nhất nhưng nếu như mà anh em vặn nó quá khỏe thì nó có thể vặn tay anh em được đó vặn bằng chức năng khoan vào phát một luôn thử thách tiếp theo là khoan một cái mũi khoan xoắn dài 400 mm vào khu gỗ này xem nó sẽ như thế nào Ban đầu thì tôi nghĩ là cái mũi khoan phi 18 này nó sẽ hơi nặng so với cái khoan này Nhưng khi thử thì thấy nó khoan khá là dễ dàng Do vậy tôi đã lắp thử cái mũi khoan phi 28 luôn Để xem sức mạnh tới hạn của cái máy này nó sẽ như thế nào Khoan tới mũi phi 28 thì máy bắt đầu thấy hơi yếu. Coi mất không nói cho anh em biết. Cái khúc gỗ này là khúc gỗ mỡ và đã được phơi khô anh em nhé. Khi cái máy này sử dụng mũi khoan phi 28 thì nó bắt đầu yếu và đôi lúc phải dừng lại vì phôi nó bị kẹt. Nhưng dù sao đối với tôi thì cái máy này cũng khá là khỏe. Mặc dù là thông số kỹ thuật của nó là 120 N/m2. Nhưng đối với tôi thấy thì khả năng cao nó sẽ không đủ được 120 N/m2. Rất tiếc là tôi không có cái thiết bị nào để có thể đo được moment xoắn của máy này. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho anh em trong việc lựa chọn một cái máy khoan pin 13 ly phù hợp nhất cho công việc của mình. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.